Toàn cảnh đền thờ Tổ 100 tỷ như chốn bồng lai tiên cảnh của Hoài Linh sau một năm xây dựng. Đền thờ Tổ nghề sân khấu do nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng được thiết kế đẹp hơn rất nhiều, từ không gian đến kiến trúc đều tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Vừa qua sáng ngày 1 tháng 10, nghệ sĩ Hoài Linh tổ chức nghi lễ cúng tổ ngành sân khấu tại đền thờ ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh mà anh tâm huyết xây dựng một năm trước. Được biết, công trình này rộng tới 500m², xây dựng trên mảnh đất 700m² với tổng kinh phí là 100 tỷ đồng, đều do Hoài Linh tự chi trả. Theo Hoài Linh, Tâm Linh Viện, đền thờ Tổ nghề sân khấu là nơi lui tới nhờ cúng tổ nghề của nghệ sĩ, là không gian giao lưu sinh hoạt chung cho họ. Tại lễ giỗ tổ nghề sân khấu năm 2016, đền thờ của Hoài Linh mới được khánh thành và lần đầu tiên đón các nghệ sĩ tới dân hương. Đến nay, sau hơn một năm xây dựng, đền thờ đã được sửa sang và thiết kế thêm rất nhiều chi tiết, khiến không gian nơi đây giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Không chỉ sở hữu kiến trúc đậm chất tâm linh, Hoài Linh còn chăm sóc cẩn thận các tiểu cảnh, cây quý, chim kiển để người tới thăm được thưởng lãm. Cổng vào đền thờ Tổ sau hơn một năm vẫn khang trang như mọi khi mới khánh thành. Nghệ sĩ Hoài Linh từng cho biết anh đã tự lên ý tưởng để xây dựng đền thờ Tổ này theo đúng ý nghĩa tâm linh. Khu vực tiểu cảnh ngập một màu xanh mát với hòn non bộ, bonsai được chăm sóc cẩn thận hàng ngày. Hồ cá được đặt tại khu vực tiểu cảnh của đền thờ Tổ. Bàn thờ Tổ sơn son thép vàng, chạm trổ long phượng khiến ai cũng phải choáng ngợp, đặc biệt trong những ngày giỗ tổ nghề sân khấu. Bàn thờ Tổ còn được bày biện trang trí trang trọng với rất nhiều hoa và lễ vật. Toàn cảnh đền thờ Tổ của Hoài Linh nhìn từ trên cao tựa chốn bồng lai tiên cảnh tách biệt với cuộc sống đời thường. Lý Hải đốt 4 xe hơi, mạnh tay đầu tư 15 tỷ đồng làm phim, dành 365 ngày để chấp bút cho tác phẩm tâm huyết, củng cố thú chơi ngông khi tiếp tục mạnh tay phá nát loạt xe đời mới để tạo hiệu ứng cho những cảnh quay hành động. Lý Hải đang ngày càng chứng minh độ chịu chơi và chịu chi cho điểm đam mê phim ảnh. Trưa ngày 27 tháng 9, vợ chồng Lý Hải Minh Hà tổ chức buổi giới thiệu đoàn phim Lật Mặt 3 do nam ca sĩ tự viết kịch bản, giữ vai trò đạo diễn kiêm sản xuất. Tuy nhiên, anh chỉ đảm nhận một vai khách mời, còn Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh chia nhau vai quan trọng. Khác với hai phần trước, Lý Hải chọn đề tài gia đình cho bộ phim thứ ba. Tuy nhiên, anh không tiết lộ nội dung nhằm đảm bảo tính hấp dẫn của phim. Nam diễn viên kim ca sĩ tiết lộ anh sẽ cho phá nát 4 chiếc xe hơi đời 2014-2015 trong phim. Ở hai phim trước, anh chỉ phá nát 2 xe thập niên 90, nhưng lần này lại quyết định chơi lớn hơn. Đoàn phim dự kiến sẽ bấm máy từ ngày 29 tháng 9 và khởi quay trong suốt một tháng với bối cảnh chính diễn ra thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và miền Trung. Tôi đã mất một năm để viết 6 kịch bản và nhờ bà xã tư vấn kịch bản nào hấp dẫn nhất để làm phim, Lý Hải nói. Người quyết định là Minh Hà, nếu mình thích mà bà xã không chi tiền làm phim cũng đành chịu, Lý Hải hài hước chia sẻ. Anh nhấn mạnh, phim của mình không mang yếu tố nghệ thuật nhưng cũng không chạy theo trào lưu. Chắc chắn khán giả bỏ tiền mua vé xem phim của tôi sẽ không tiếc, anh khẳng định. Để xây dựng câu chuyện cho bộ phim Tâm Huyết, Lý Hải đã mất một năm thai nghén, chấp bút và chỉnh sửa kịch bản. Anh cũng tính toán rất kỹ về việc thu hồi vốn. Bản thân vừa đạo diễn vừa làm nhà sản xuất, nên khi bỏ tiền ra tôi phải tính đến đường thu hồi vốn. Đối với tôi, chỉ cần thu hồi vốn đã tốt, chứ tôi không cần đưa ra mục tiêu doanh thu bộ phim phải đạt 100-200 tỷ. Tôi không đặt nặng về nghệ thuật quá, nhưng cũng không chạy theo thị trường. Điều tôi quan tâm là làm sao để khán giả bỏ tiền mua vé cảm thấy xứng đáng và không tiếc khoảng thời gian 2 tiếng ngồi trong rạp. Khi làm phim, tôi không quan trọng diễn viên ngôi sao hay cái tên bán vé, miễn làm sao diễn viên lột tả được tính cách nhân vật, vì đó mới là điều tôi cần nhất. Chất lượng phim mới là điều nói lên tất cả. Huy Khánh cho biết anh có duyên làm phim với Lý Hải từ phần trước, nhưng vì không sắp xếp công việc nên giờ cả hai mới hợp tác. Tôi thích cách làm phim của anh ấy, thị trường trong nước vẫn còn nhiều nhà làm phim nghiêm túc, anh chia sẻ. Song Luân lần đầu hợp tác với người đẹp Thái nên vợ chồng Lý Hải Minh Hà muốn tìm kiếm gương mặt mới và họ quyết định chọn hot girl của xứ sở dù vàng đóng phim của mình. Nên có người phiên dịch để cô hiểu rõ cảm xúc của nhân vật khi thoại bằng tiếng Việt. Người đẹp cho biết mặc dù ở khách sạn nhưng mỗi ngày cô đều qua nhà Lý Hải ăn 3 bữa cơm vì thích ẩm thực Việt Nam. Kiều Minh Tuấn và Huy Khánh cũng hứa hỗ trợ Nên trên phim trường, cả ba khá thân thiết tại sự kiện.
Người đẹp cho biết đây là lần thứ 3 cô sang Việt Nam. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 5 2018 với kinh phí đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Nghệ sĩ hài Khánh Nam qua đời, giới nghệ sĩ tiếc thương. Vào 5 giờ sáng ngày 28 tháng 9, trang cá nhân của nhiều nghệ sĩ đồng loạt để màu đen đưa tin nghệ sĩ hài Khánh Nam đã qua đời với những lời chia buồn thương tiếc và xót xa. Theo một số đồng nghiệp, chiều tối ngày 26 tháng 9, Khánh Nam đang ngồi nhậu cùng bạn bè thì gục xuống tại chỗ. Những người xung quanh đã đưa anh vào bệnh viện và anh được chẩn đoán là xuất huyết não. Anh đã trải qua một ca mổ não nhiều giờ trong sự hôn mê bất tỉnh và tiên lượng xấu của các bác sĩ. Ngoài ra, các bác sĩ còn phát hiện anh bị tổn thương ở phổi và gan. Bác sĩ cho biết, sau 48 giờ anh không tỉnh lại thì bệnh viện không thể cứu chữa nữa, phải trả về gia đình. Giới nghệ sĩ ngay lập tức đã đồng loạt cầu nguyện, gửi lời cầu nguyện cho nghệ sĩ Khánh Nam vượt qua cửa tử rộng khắp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tình trạng của nghệ sĩ Khánh Nam càng lúc càng xấu. Tối ngày 27 tháng 9, gia đình đã đưa Khánh Nam về nhà ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 5 giờ sáng ngày 28 tháng 9, nghệ sĩ Khánh Nam đã trút hơi thở cuối cùng, khiến gia đình, người thân, đồng nghiệp, khán giả rưng rưng thương tiếc. Nghệ sĩ Khánh Nam là một nghệ sĩ hài kỳ cựu và là một diễn viên phim truyền hình quen thuộc. Anh chuyên vào vai nghèo khổ lưu manh hay bộ đời cù bơ cù bức. Khán giả quen mặt nhớ anh trong nhiều chương trình hài và những bộ phim truyền hình như vai người cha độc ác trong phim Ầu Ơ Ví Dầu. Khánh Nam không vợ, không con, sống cuộc đời nghệ sĩ nghèo lang bạc. Câu chuyện về cảnh ngộ của anh đã được gây xúc động cho khán giả truyền hình. Khi anh và cô con gái nuôi Khánh Nhi tham gia cuộc thi Sao Nối Ngôi đang phát trên đài truyền hình Vĩnh Long, Khánh Nam tên thật là Trần Minh Thành, sinh năm 1965 tại Đồng Nai, trong một gia đình nghèo. Anh là em trai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Khánh Tuấn. Từ nhỏ Khánh Nam đã mê cải lương và quyết đi theo cải lương. Cải lương khó khăn, anh chuyển sang tấu hài, thành lập nhóm hài Khánh Nam và trở thành một nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả. Anh có khả năng viết kịch bản và tự dàn dựng tiểu phẩm hài cho mình. Một số tiểu phẩm hài đáng nhớ của anh mang đậm tính thời sự, thực tế đời sống dân dã như cuộc sống của anh vậy. Du lịch giá rẻ tìm chồng cho con, hớt tóc thanh nữ, lô cốt, gánh hát vùng ven, hiểu lầm tai hại, chuyện đã rồi, nhầm lẫn, nghĩa địa. Dạy thêm bá đạo, lấy vợ đi ba, thị màu thời đại. Khánh Nam đã đoạt giải nhất tại Liên hoan sân khấu hài Nụ Cười Xanh 2011 do Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Anh cũng có một live show cho riêng mình, danh hài Khánh Nam 30 năm tầm vương tơ, tại rạp Nam Quang vào năm 2013, với sự hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp nổi tiếng. Nhiều đồng nghiệp đàn em thương quý anh bởi tính cách giản dị, hòa đồng và dễ mến. Ngọc Trinh khoe món quà sinh nhật tiền tỷ khiến khói người ghen tị. Được mệnh danh là một trong những mỹ nhân Việt chịu chi cho những món đồ đắt tiền, trong sinh nhật lần thứ 28 này, Ngọc Trinh mạnh tay tậu về chiếc đồng hồ trị giá hơn 1 tỷ đồng. Mới đây, Ngọc Trinh hào hứng chia sẻ lên trang cá nhân, món quà sinh nhật là chiếc đồng hồ nạm kim cương có giá trị 50.000 đô, tương đương 1 tỷ đồng Việt Nam. Đoạn clip của cô nhanh chóng được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều fan phải suýt xoa trước món quà đắt tiền của nữ hoàng nội y. Hình ảnh chiếc đồng hồ nạm kim cương mà Ngọc Trinh đã đăng tải. Cô nàng tự thưởng cho bản thân món quà tiền tỷ nhân ngày sinh nhật. Đây không phải lần đầu người đẹp khoe những món đồ có giá trị khủng lên trang cá nhân. Trước đó, Ngọc Trinh có đăng tải hình ảnh chiếc nhẫn kim cương có giá hơn 2 tỷ đồng trên Instagram. Người hâm mộ cho rằng đây là món quà cô tự thưởng cho mình sau khi phát hành một dự án phim ngắn ca nhạc. Liên hệ với nữ diễn viên vòng eo 56, cô từ chối xác nhận việc vừa tậu nhẫn kim cương, đồng thời xóa hình ảnh đăng tải lên trang cá nhân của mình. Trong ngày sinh nhật của nữ hoàng nội y, các fan yêu mến Ngọc Trinh đã gửi rất nhiều lời chúc mừng cũng như những món quà sinh nhật dành cho cô nàng. Riêng đối với người đẹp thì năm nay cô chọn cách gặp gỡ và đi ăn cùng những người đồng nghiệp và bạn bè thân thiết, không tổ chức sinh nhật hoành tráng như những lần trước. Tối cùng ngày, cô còn chạy xe đi khắp Sài Gòn tặng quà trung thu cho những người vô gia cư. Bước qua tuổi 28, nữ hoàng nội y càng đẹp mặn mà và sở hữu những đường cong khiến những cô gái khác phải ao ước. Cách đây vài ngày, mỹ nhân gốc Trà Vinh xuất hiện rạng rỡ với trang phục sexy đốt mắt. Không thể phủ nhận được vẻ đẹp nóng bỏng của Ngọc Trinh, những đường cong hút mắt của nữ hoàng nội y.
Thành, Việt Hương cùng dàn sau việc bần thần đến viếng nghệ sĩ Khánh Nam. Diễn viên hài Khánh Nam đã ra đi sau 2 ngày nhập viện. Tối 28 tháng 9, đông đảo nghệ sĩ miền Nam đến thắp hương tiễn biệt anh. Trấn Thành tự lái xe đến viếng nghệ sĩ Khánh Nam. Nam danh hài từng hợp tác ăn ý với đàn anh trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Khi đó Khánh Nam thừa nhận ngại bị vào phòng của Trấn Thành vì nam MC quá nhanh nhạy và thông minh. Trấn Thành cùng Việt Hương, Lê Giang buồn bã đưa tiễn đồng nghiệp hiền lành về miền cực lạc. Trước đó khi Khánh Nam vào viện cấp cứu, Trấn Thành đã đóng góp 10 triệu đồng giúp đỡ đàn anh. Bộ ba diễn viên hài cùng nhớ lại những kỷ niệm với nghệ sĩ Khánh Nam. Cả ba đều yêu quý sự giản dị chân thành của nghệ sĩ hài kỳ cựu. Việt Hương trò chuyện cùng anh trai Khánh Nam, nghệ sĩ cải lương Khánh Tuấn. Những ngày qua, một mình Khánh Tuấn lo liệu mọi việc cho em trai. Nhật Kim Anh nghẹn ngào thắp hương tiễn biệt nghệ sĩ Khánh Nam. Vừa qua, nữ diễn viên khiến khán giả lo lắng khi nhập viện, khi lưu diễn tại Mỹ vì bị tai biến nhẹ khiến chân tay không thể cử động và miệng méo. Diễn viên đạo diễn Quốc Thuận bần thần trước sự ra đi nhanh của đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ nhiều tình cảm với đàn anh. Diễn viên Trí Quang xúc động nhìn lại gương mặt của nghệ sĩ Khánh Nam lần cuối. Anh chia sẻ mỗi lần chứng kiến sự ra đi của người trong nghề, lòng anh đều xót xa và tiếc nuối. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân buồn bã đến viếng Khánh Nam, giọng nghẹn lại. Hồng Vân tâm sự, mới đây còn gặp Khánh Nam, xem Khánh Nam diễn trong Sao Nói Ngôi, vậy mà nay Nam đã ra đi. Quang Hà đang bận rộn với live show Trăm Năm Không Quên ở Hà Nội, cũng đến từ biệt nghệ sĩ Khánh Nam lần cuối cùng ca sĩ Phương Thanh. Tuấn Bêu không kìm được nước mắt khi nói đến sự ra đi của Khánh Nam. Nam diễn viên nhớ như in những ngày anh em cùng diễn kịch tại sân khấu Sài Gòn, đi tấu hài chung. Hạnh Thúy ngồi một góc buồn bã khi nhắc đến sự ra đi của Khánh Nam, cũng như sự mong manh của kiếp người. Nữ diễn viên cho hay, dù không diễn chung nhiều với Khánh Nam, nhưng yêu quý con người và lòng yêu nghề của anh. Nghệ sĩ Phi Phụng và Thụy Mười đến chia buồn cùng gia đình và từ biệt đồng nghiệp. Mẹ Khánh Nam năm nay đã 78 tuổi, trong đám tang của con trai, bà thỉnh thoảng ra trò chuyện cùng khách, rồi lại vội vàng vào trong nghỉ vì sức khỏe yếu. Nhắc đến con trai, bà bật khóc nức nở, bà thương Khánh Nam, nhưng cũng giận nghệ sĩ hài vì uống rượu nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe. Hoa hậu Đặng Thu Thảo bí mật tổ chức lễ đính hôn cùng ông xã đại gia. Hoa hậu Đặng Thu Thảo bất ngờ bí mật tổ chức đám hỏi cùng bạn trai doanh nhân Trung Tính. Vừa qua, báo chí đồng loạt đăng tải thông tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ lên xe hoa cùng bạn trai Trung Tính vào ngày 6 tháng 10 tới. Đồng thời, một tấm thiệp mời đầy lãng mạn với bối cảnh được chụp tại Vịnh Ninh Vân, Nha Trang cũng được hé lộ trên mạng xã hội. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới Hoa hậu Việt Nam 2012. Tuy nhiên, Hoa hậu Thu Thảo chưa hề lên tiếng xác nhận về thông tin này. Trước đó, Thu Thảo khẳng định khi nào có tin vui, cô sẽ chủ động chia sẻ với mọi người, bởi đây là chuyện vui không có gì phải giấu giếm. Và sau một ngày im lặng, cô đã chính thức lên tiếng xác nhận với người hâm mộ về việc sẽ lên xe hoa cùng bạn trai. Khi mà tất cả người hâm mộ đang chờ ngày 6 tháng 10 với một đám cưới được mong đợi nhất trong năm của showbiz Việt, thì mới đây, hình ảnh về đám hỏi được tổ chức bí mật của Hoa hậu Đặng Thu Thảo với bạn trai doanh nhân được chia sẻ trên các trang mạng. Hoa hậu Đặng Thu Thảo bí mật tổ chức đám hỏi cùng doanh nhân Trung Tính trước ngày cưới. Không gian buổi tiệc đám hỏi diễn ra khá ấm cúng và đơn giản với sự hiện diện của gia đình hai bên nội ngoại. Thần tiên tỷ tỷ diện bộ áo dài trắng vô cùng xinh đẹp, cộng với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Nụ cười hạnh phúc của ông xã Trung Tính khi hỏi cưới Hoa hậu Đặng Thu Thảo.